Có ai như tôi không thử McDougie một lần sau đó thành nghiện luôn. Ngày trước tôi sợ nhất là ra đường bị trắng trắng ấy, nhưng mà từ ngày cứ ở nhà chụp hình hoài à, đi ra đường trắng một tí cũng chẳng sao, tại vì mấy tỷ tỷ Bugin phải trắng như vậy. Sau khi mua kem lót nâng tông thì bây giờ mọi người chọn cho tôi kem nền FWE hay còn đọc là Free của Hàn Quốc. Cái nền này thì nó rất là mỏng nhẹ thôi, và không biết là nếu mà ở cái thời tiết 40 độ như Hà Nội bây giờ thì nó có chảy không nữa, tại vì tôi còn không dám ra đường. Nhưng mà nếu mà ngồi trong máy điều hòa mà sử dụng em nền này, tôi phải chấm cho em trên cả 100 điểm nữa mọi người. Uống răng nhớ uống cả cổ để cho nó không bị trắng mỗi cái mặt nha. Và giờ là bước che khuyết điểm như mọi khi thôi, nhưng mọi người nhớ là khi dặm che khuyết điểm thì không tán rộng quá, mình hãy dặm nguyên tại vị trí đó. Nay thì tôi sử dụng má hồng kem, thì ở trước của phần tôi đã đánh má hồng này nè. Má hồng kem của King News này thì lúc đầu đánh nguyên hồng như này thôi, nhưng mà khoảng tầm đến 5-6 tiếng sau thì nó bị xuống tông lắm mọi người ạ. Phủ phần xong tôi sẽ dặm lại má hồng một chút và đánh đè vào đuôi mắt, trông nó sẽ hơi ghê xa lúc đầu thôi. Khi là đến khối hàm và mũi để cho khuôn mặt trông được gọn và có nét rõ hơn. Bây giờ thì làm trước một chút sunblock đi để cho môi đỡ nhợt nhạt. Lông mày hôm nay thì mình sẽ kẻ dáng hơi ngang một chút và cũng không kẻ đậm quá đâu. Thì đã quên mất bước xịt khoáng nền nên bây giờ mình phải xịt bù đi. Hôm nay thì mình định đánh mắt màu blueberry mix với màu hồng dâu tây. Để cho hai màu không bị chói quá thì mình sẽ chọn màu tím cho gần với tông hồng, và sau đó áp nhũ ảnh xanh lên, đồng thời lấy nhũ ảnh xanh kẻ làm bọng mắt luôn. Sau đó sử dụng một màu hồng đậm để vẽ bọng mắt cũng như mở hốc mắt. Kiểu mắt này mình nghĩ là chỉ có thể đi chụp ảnh thôi, chứ còn đi chơi thì mình thấy nó hơi ố dề mọi người ạ. Hay là đi prom mình đánh đậm đậm một xíu cũng được. Sau khi có đôi mắt linh linh lấp lánh thì bây giờ mình sẽ chuốt mi này. Khi các bạn chuốt cả mi dưới thì vẽ mi giả sẽ tự nhiên hơn nha. Rồi bây giờ sẽ sử dụng màu hồng này để vẽ cái liner luôn này. Mình dùng kích mí lưới để kích cho mắt to hơn và tròn hơn. Sau đó dùng những cái mi giả cụm này để gắn, và mình chỉ cần ba chục thôi là mắt mình đã khác rồi. Thêm một chút phần trắng ở phần gốc mắt để cho mắt trông to hơn. Mọi người có thể nhìn rõ thành quả ở mắt bên kia rồi. Bây giờ mình sẽ làm tương tự ở mắt bên này nha. Gần đây mấy video makeup mình đều cắt từ livestream á, bởi vì là mọi người hay thích make Dougie nên mình toàn make kiểu Dougie thôi à. Nếu mọi người có muốn mình make cái kiểu gì nữa thì có thể comment nha. Nhìn tổng thể make trông như một công chúa bánh bèo vậy. Và đây là bảng mắt mà hôm nay mình dùng nha. Ở trên livestream chúng tôi hơi ngốc nghếch và nói hơi nhiều một tí thôi, nhưng nếu mọi người ở lại đến phút cuối mọi người sẽ nhìn được cái makeup mình không đấy rất xinh. Dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã xem hết video này.